Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Chôn Quỷ Núi Khổng Lồ. Một bé gái cùng bố mình chật vật leo lên một vách núi hiểm trở, không may bước hụt chân còn bị bố chọc ghẹo, nhưng cuối cùng cả hai vẫn thuận lợi đến đích. Nơi đây có một truyền thuyết được lưu giữ qua nhiều đời, rằng có những con quỷ vì say sưa múa hát đã ngủ quên, hôm sau khi mặt trời lên đã khiến chúng hóa đá. Người bố chỉ về dãy núi trước mắt và bảo đó là núi quỷ khổng lồ. Cô bé Noza đã nghe quá nhiều về câu chuyện này và có vẻ không tin. Nhưng khi mở mắt ra, Noza chợt rùng mình khi nhìn thấy trên vách đá bỗng xuất hiện những gương mặt kỳ lạ. Chỉ một dòng chữ đã 20 năm trôi qua, một công trình xây dựng đường sắt xuyên qua ngọn núi đang được diễn ra trong sự phản đối dữ dội của dân làng. Công nhân liên tục khoan, đào và lắp đặt chất nổ để tạo đường hầm. Sau khi kích hoạt, cú nổ vang trời liền tạo ra một khoảng không rộng lớn. Cả nhóm tiến sâu vào bên trong thì chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, cát đá xung quanh sụp đổ làm mọi người chạy tán loạn, nhưng vẫn không tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Trụ sở lực lượng vũ trang Na Uy lập tức cử đội bay đến hiện trường. Trong hình ảnh được gửi về cho thấy ngọn núi xuất hiện nhiều vết lõm giống như bị thiên thạch đâm trúng. Sự việc ngoài tầm kiểm soát, lập tức được gửi về trụ sở cấp cao để xin chỉ thị. Để làm rõ được nguyên nhân vụ việc, phía chính phủ nhanh chóng điều động kêu gọi các nhà khoa học chuyên môn vào cuộc giúp sức điều tra. Hiện tại ở phía bắc Na Uy có một đoàn người đang trên đường tìm kiếm hóa thạch khủng long. Noza giờ cũng là một thành viên trong đội khảo cổ, mang trong mình niềm đam mê vô cùng nhiệt huyết. Cuối cùng trời không phụ lòng người, sau hàng tháng trời mòn mỏi tìm kiếm, Noza đã phát hiện được hóa thạch xương khủng long thời tiền sử, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Khi cô đang cùng đồng nghiệp ăn mừng cho phát hiện quan trọng đầu tiên của mình, một chiếc trực thăng quân đội đã đáp xuống và tìm gặp Noza. Cô chính là một trong những người được chính phủ chọn, ngay lập tức được hộ tống đến thủ đô. Trong cuộc họp mặt giữa các nhà khoa học và các lãnh đạo cấp cao, mọi người không khỏi nghi ngờ sự có mặt của nhà sinh vật khảo cổ học là Noza, mà các báo cáo về vụ nổ sập đường hầm đều cho rằng do công nhân khai thác đã chạm phải một túi khí metan. Nhưng trái ngược với cái nhìn chuyên gia của mọi người, Noza chỉ hỏi, bà con không nhìn thấy những vết lõm này có hình dấu chân sao? Câu này lập tức thu hút mọi ánh nhìn, cả phòng đều không ngừng cười cợt Noza. Trong lúc đang căng thẳng, một nhân viên tên Sijit đến, nói mình hack được vào điện thoại của một người dân, có đoạn phim ghi lại cảnh vụ nổ diễn ra, trong đó, mọi người rõ ràng nhìn thấy, có một thứ khổng lồ đã trồi lên từ trong đường hầm, làm rung chuyển cả mặt đất. Noza nhờ cô ấy tua lại đoạn băng nhiều lần, và nghe được tiếng gầm của động vật, một sinh vật to lớn xuất hiện dưới lớp đất đá, nó đứng bằng hai chân cùng đôi tay rất dài. Điều này khơi dậy sự tò mò của Noza, cô quyết định nhận nhiệm vụ điều tra này, trong khi đó ngôi làng cạnh ngọn núi bị sụp đổ, chợt xảy ra một trận rung chuyển đáng sợ, mọi thứ xung quanh đổ nát chỉ còn lại đống hoang tàn. May mắn một cặp vợ chồng già nhanh chân nấp dưới tầng hầm, nên giữ được một mạng. Trở lại cuộc họp cấp cao, các nhà nghiên cứu vẫn không đồng tình với quan điểm của Noza, ngoại trừ anh chàng cố vấn của thủ tướng là Andreas. Vì vậy hai người đã được phép lên đường điều tra về vụ việc. Tiếp đón họ ở mặt đất là đại úy Holm. Theo lời tường thuật của anh ta, dường như đã có thứ gì đó qua sông và thung lũng, băng qua nơi này và dừng lại ở 20 cây số về phía nam, sau đó đột nhiên biến mất. Để nắm bắt được tình hình, hai người đã đến thăm hỏi nhân chứng sống là hai ông bà lão. Trên gương mặt già nua vẫn còn vương nét sợ hãi. Theo lời bọn họ, cả hai đã nghe thấy tiếng gầm kỳ lạ và cảm giác như có cả một ngọn núi đang di chuyển đến phía mình. Nó còn có tiếng hú rất buồn khiến bà lão nhớ lại cũng rưng rưng nước mắt. Noza cảm giác như có một thế lực siêu nhiên nào đó đã lướt ngang qua nơi đây. Cô ra ngoài cố gắng tìm thêm bằng chứng, nhưng chẳng có gì khác ngoài những dấu chân khổng lồ in trên đất. Khi chiếu đèn UV vào lại thấy chỉ có dấu vết của đất đá, chứ không liên quan đến bất kỳ sinh vật sống nào. Bọn họ lại lên trực thăng bay theo hướng đi của nó. Sau một lúc thì thật sự dấu chân đó đã biến mất không lý do. Noza không khỏi cảm thấy khó tin, vì một thứ khổng lồ như thế sao có thể thoát ẩn thoát hiện. Trong đầu nhà khoa học bây giờ chỉ có một suy luận rằng nó đã ngụy trang. Điều này không khỏi đưa cô nhớ về truyền thuyết từng nghe bố kể. Noza bèn đưa mọi người đến nhà cũ của mình cũng ở gần đó. Đã rất nhiều năm Noza chưa quay về, bởi bất đồng quan điểm giữa hai người. Bố cô bây giờ đã trở nên già nua và lú lẫn. Ông chào đón mọi người với một khẩu súng trên tay, cho đến khi nghe con gái giải thích, ông mới yên tâm vào nhà mặc tiếp cái quần. Bố Noza là một người chuyên nghiên cứu về chuyện dân gian. Cô cho ông xem đoạn băng ghi hình và mong có thể biết được điều gì đó, vì ông ấy hiểu rõ ngọn núi này hơn ai hết. Lúc này ông ấy nói vào 1.000 năm trước, Na Uy đã có sự tồn tại quỷ khổng lồ. Nhưng khi đạo cơ đốc xuất hiện đã ngăn chặn thông tin này, khiến người dân nghĩ bọn chúng đã tuyệt chủng. Tobias đồng ý cùng con gái bắt đầu công cuộc tìm kiếm quỷ núi. Nhưng dường như chẳng ai tin vào lời ông nói. Khi cả nhóm đến nơi dấu chân khổng lồ biến mất,
Tobias bèn chạy khắp nơi nhảy nhót và dùng mũi ngửi một cách kỳ quặc. Ông nhận ra nơi họ đang đứng có sự sai lệch với bản đồ. Khi hai bố con đang tranh cãi, chợt Noza ngửi thấy một mùi hương thiên nhiên rất gần mình. Thình lình phía sau hai người xuất hiện một con mắt to chà bá, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Quỷ núi gầm gừ từng tiếng và chậm chậm đứng lên. Đúng như dự đoán ban đầu của Noza, sinh vật này trông như con người, cao khoảng 50 mét, được bao bọc bởi cát đá nên dễ dàng ngụy trang thành ngọn núi. Bọn họ vội vã chạy thục mạng lên trực thăng, thoát khỏi tầm tấn công của con quỷ khổng lồ. Nhìn nó gầm lên đầy giận dữ, mặc dù có chút rén nhưng máu khịa vẫn cao hơn máu não. Lêu lêu, đố anh bắt được em. Mọi người lập tức liên hệ cho chính phủ, hình ảnh trực tiếp được phát về trụ sở, khiến tất cả sững sờ nghe tiếng vào mặt chan chát. Cha con Noza nhanh chóng đến trạm thông tin. Tobias khẳng định đây là quỷ núi khổng lồ và xuất hiện vì công trình xây dựng đường sắt đã phá hủy nhà của nó. Nhưng ông nhanh chóng được bế ra ngoài vì cấp trên không thể chấp nhận được điều điên rồ mà ông ấy đã đưa ra. Chính phủ lập tức điều động lực lượng vô cùng hùng hậu, bao gồm vũ khí hạng nặng, pháo nổ, xe tăng, thiết bị quan sát được lắp đặt tứ phía. Hai bố con đều không muốn nhìn sinh vật này bị tiêu diệt nên đã cố gắng xin đại úy Hôm được tham gia cùng. Chẳng mấy chốc quân đội đã bao vây khu rừng vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh. Thời cơ cuối cùng cũng đến. Quỷ núi xuất hiện sừng sững, đang không ngừng quan sát xung quanh. Sở chỉ huy hạ lệnh khai hỏa tấn công tới tấp vào người quỷ núi. Nó tức giận gầm lên dữ dội nhưng cơ thể lại chẳng hề hấn gì. Quân đội dốc hết vốn liếng nã súng và ném lựu liên tục về phía quỷ núi. Lửa cháy sáng cả một vùng trời, khói bụi mịt mù nhưng vẫn chẳng thương tổn được đến một sợi lông của nó. Những điều này chỉ khiến quỷ núi tức giận, nó bắt đầu tấn công lại con người. Hàng loạt xe quân sự bị ném như đồ chơi, dưới chân nó mọi thứ như con sâu cái kiến. Quỷ núi ngửi được mùi máu, bắt lấy một người lính bị thương trắng miệng. Nhận thấy mọi người sắp bị làm gỏi, bằng sự hiểu biết của mình đối với loài quỷ núi, Tobias anh dũng bước ra, cố xoa dịu và trấn an sinh vật, dường như hiểu được thiện ý từ loài người. Quỷ núi nguôi giận dần trở nên ôn hòa hơn, vốn tưởng đã có thể suôn sẻ ai về nhà nấy. Khi cạnh đó một chiếc xe tăng đột nhiên nổ pháo bắn vào quỷ núi, nó giật mình vung nhẹ cánh tay khiến Tobias bị hất văng ra xa, sau đó không quên dùng chân dẫm nát chiếc xe ngu ngốc. Noza hoảng sợ chạy đến đỡ bố, vì tuổi đã cao còn bị thương nặng nên Tobias đã không qua khỏi. Ông chỉ có thể để lại lời trăn trối cho con gái bằng những từ ngữ đứt quãng kỳ lạ. Quỷ núi cũng nhìn ông bằng ánh mắt buồn bã, sau đó nhanh chóng rời đi. Noza đau đớn trước cái chết của bố mình, nhưng vẫn sốc lại tinh thần để giải quyết chuyện trước mắt. Cô quay trở về và bắt đầu đọc những nghiên cứu mà bố để lại. Biết được trong thần thoại xưa, những con quỷ khổng lồ đã ném đá vào nhà thờ vì tiếng chuông là khắc tinh của chúng. Nhưng ý kiến này được chính phủ cho là mê tín và lố bịch. Chỉ riêng đại úy và Andrea ủng hộ cô. Họ thuyết phục cấp trên nên thử còn hơn là không làm gì. Trong khi đó lúc này tại một công viên, mọi người đang chơi đùa rất vui vẻ. Bé gái ngắm nhìn bức tượng khổng lồ trước mặt, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội khiến mọi người sợ hãi thi nhau chạy trốn. Thình lình phía sau bức tượng xuất hiện một con quỷ núi, nó dữ tợn tiến về phía trước. Cô bé sợ hãi đông cứng chẳng biết làm sao. Con quỷ cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ ngoại hình quan trọng như thế sao? Lúc này trên trời lực lượng không quân nhanh chóng vây quanh con quỷ. Trên mỗi chiếc trực thăng đều gắn một chiếc chuông khổng lồ. Theo sự di chuyển, những chiếc chuông rung lên liên tục khiến đầu quỷ núi đau đớn gục ngã. Con quỷ tức giận tóm lấy một căn nhà ném vào trực thăng, khiến nó rơi xuống rừng phát nổ. Còn chưa hả giận, con quỷ rất chi là thỏa mãn. Này nhé, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Nó túm lấy chiếc đang bay bên cạnh, chọi vào một chiếc khác khiến cả hai nát tươm. Lúc này trực thăng hỏng đang rơi xuống nơi cô bé đứng. Người bố nhanh chóng lao đến ôm lấy con gái, nhưng không còn kịp nữa. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng thét lên, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hạ xuống, nhẹ nhàng tóm chiếc trực thăng như tóm một con ruồi. Noza cũng hiểu được rằng sinh vật này không hoàn toàn độc ác vô nhân tính. Sau cuộc náo loạn vì quỷ núi khổng lồ, tin tức về nó đã lan rộng khắp các nước, truyền thông không ngừng đưa tin khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Chính phủ không chấp nhận cách giải quyết của Noza, nên cố quyết định rút khỏi nhiệm vụ. Quan chức cấp cao đã mở một cuộc họp và quyết định sơ tán người dân của thị trấn, dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt quỷ núi. Ngay lập tức hàng ngàn người lục tục di chuyển khỏi khu vực, lực lượng vũ trang được điều động bao vây khắp nơi. Trên chuyến xe rời khỏi Oslo, Noza đã mở quyển sổ ghi chú của bố mình để lại, thấy những dòng chữ về cung điện, vương quốc, trùng khớp những điều bố đã trăng trối trước khi chết. Cô và Andreas quyết định quay xe trở về cung điện Hoàng gia Onso. Cả hai bị quân gác cổng ngăn chặn, nhưng may mắn gặp được chánh án Zika đưa vào trong. Ông ta dẫn cả hai đến một căn cứ bí mật bên dưới lòng đất. Năm xưa, nơi đây chính là cung điện của vua quỷ khổng lồ. Khi cơ đốc giáo phát triển tại Na Uy đã cho xóa sổ họ, vì cho rằng những điều đó không phù hợp với đức tin mới. Gia đình vua quỷ khổng lồ đã bị thảm sát tàn nhẫn, còn ông ta thì bị dụ đến ngọn núi Dobre,
rồi giam lại mãi mãi. Thì ra vua quỷ không hề muốn tấn công nhân loại, mà là đang trên đường trở về đoàn tụ với gia đình. Khi nô gia chiếu đèn vào những bộ xương chúng liền tan rã. Điều này khiến cô nhớ đến truyền thuyết rằng quỷ núi sợ ánh sáng. Trong khi đó vị vua năm xưa đã tiến sâu vào thành phố, quân đội không ngừng tấn công nhưng đều thất bại nặng nề. Chính phủ đành hạ lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, mà nô gia lại có một kế hoạch khác. Cô liên lạc để tìm sự giúp đỡ của mọi người. Nhân viên công nghệ Sizip đã dùng kỹ năng hack vào hệ thống mạng lưới quân sự, thành công tạm ngưng hoạt động của tên lửa. Trong khi Noza và Andreas lái xe thẳng đến chặn đầu vua quỷ, phía sau xe chính là chiếc đầu lâu của con trai ông ta. Cảm nhận được sự thân thuộc, vua quỷ nhanh chóng đuổi theo chiếc xe. Song song đó, đại úy và đội của mình đã mai phục ở ngoại ô, chờ dẫn quỷ núi vào trận địa đã chuẩn bị sẵn. Không may trên đường đi đến điểm hẹn, Noza đánh lái làm rơi hộp sọ khỏi xe. Vua quỷ đi đến nhặt chiếc đầu lâu lên, một cảm giác bi thương khi nhận ra gia đình mình đã chết hết. Lúc này vì hình ảnh phản chiếu trên tòa nhà, ông ta tò mò đưa tay chạm vào mặt kính khiến nó vỡ vụn. Ôi rồi ôi hết cả hồn, vua quỷ giật mình đánh rơi đầu lâu xuống đất vỡ tan tành. Ông ta đau đớn gầm lên dữ dội chấn động cả thành phố. Sau đó hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Noza, nhanh chóng đuổi theo xe cô vì cho rằng Noza là thủ phạm. Hai người chạy bạt mạng đến địa điểm mai phục. Mắt thấy vua quỷ đã đuổi tới, cả hai lập tức nhảy khỏi xe. Ông ta giận dữ bóp nát chiếc xe. Khi Noza sắp bị quỷ núi dẫm chết, đại úy kịp thời kích hoạt hệ thống tia UV siêu mạnh, bị chiếu sáng vào người vua quỷ gầm lên trong đau đớn. Bên này chính phủ nhận thấy trục trặc, chẳng mấy chốc đã tìm ra Sizit và khôi phục lại hệ thống tên lửa. Nhìn thấy vua quỷ đã bị khống chế, đại tướng cũng cho dừng kích hoạt bom hạt nhân, nhưng một tên cuồng đạo đã sồn sồn lên không chịu. Sizit nhìn mà ngứa mặt đã ra tay nghĩa hiệp, đấm hắn ngất xỉu. Đại tướng kiểu, đúng là con gái của ta. Bên phía Noza, cô cảm thấy điều này thật không công bằng, chính con người mới là kẻ xấu. Vì vậy cô thay đổi kế hoạch trong phút chót, tắt hết đèn chiếu sáng. Sau đó thuyết phục vua quỷ hãy quay về núi Dobre. Nhận thấy thiện ý từ cô, ông ta không còn giữ tợn nữa. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn, từ phía đông mặt trời ló dạng và chiếu rọi vào người vua quỷ. Ông ta bị thiêu cháy hóa đá và ngã xuống trong sự thương cảm của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ đây là cái kết tốt cho ông ấy. Vua quỷ thật sự đã được đoàn tụ với gia đình của mình. Nơi ông ta ngã xuống trở thành một ngọn núi đá để tưởng niệm vua quỷ và bố mình. Noza đã đặt tên cho ngọn núi là Tobias. Cô và Andreas cũng không ngừng tự hỏi liệu còn có quỷ núi khổng lồ nào sống sâu trong những dãy núi đá hay không. Sau đó dường như có thứ gì đó xuất hiện cùng với tiếng gầm gừ bên trong hang núi Dobre. Bộ phim đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.